chiều ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4, Ủy ban nhân dân phường Vàng Danh phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chợ Vàng Danh. Theo tình huống diễn tập, vụ cháy xảy ra do chập điện tại bảng điện trong quầy hàng của tiểu thương tại chợ Vàng Danh. Diện tích đám cháy khoảng 90m², lan nhanh sang các gian hàng kế bên trong khu nhà tôn, tỏa ra nhiều khói độc, làm 2 người bị ngạt khói, 6 người bị mắc kẹt bên trong. Kết cấu xây dựng trong quầy hàng bị nung nóng có nguy cơ sập đổ. Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã báo động và khẩn trương sử dụng phương tiện tại chỗ cứu chữa, đồng thời xin chi viện của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt, sơ tán tài sản trong chợ. Trong khoảng thời gian ngắn, các lực lượng đã phối hợp đưa người mắc kẹt đến nơi an toàn, đám cháy được khống chế. Buổi diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, kịch bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chợ Vàng Danh nằm cách xa khu vực cứu hộ cứu nạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy do người dân tập trung buôn bán các mặt hàng như quần áo, vải vóc, hàng mã. Việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần kiểm tra mức độ sẵn sàng của các phương tiện, thiết bị chữa cháy, đánh giá và nâng cao năng lực phối hợp tác chiến giữa các lực lượng liên quan, đồng thời phổ biến đến bà con tiểu thương nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố xảy ra.